À vâng, Trường xin tổng chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm theo dõi clip của Văn Trường. Thì trong clip này mình sẽ chia sẻ cho anh em một thất bại thảm hại của mình. Để đây, nó sẽ là một cái vấn đề để anh em xem và có thể rút kinh nghiệm nha anh em. Bởi vì thất bại của người khác chính là kinh nghiệm hay nhất của mình. Vì vậy cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái thất bại và là thảm hại của mình. Thì để anh em biết, tham khảo. Thì như anh em biết thì khu vực mình thì dạo này là hay mưa buổi chiều. Đó, thành thử là mình phải chuyển đổi sang là phun thuốc vào buổi sáng. Bởi vì là buổi chiều nó mưa thì nếu mình phun xong mà gặp mưa thì coi như là công cốc, công dã tràng. Hiện là phải phun buổi sáng. Thì thường thuốc bệnh thì mình cũng có hay phun một số loại. Nhưng khi mà bị mình nghi ngờ là ví dụ thán thư các kiểu ấy, thì mình sẽ đổi thuốc, mình phun sang là Achaco. Thì hôm qua mình có phun cái gói Achaco đây này anh em. Achaco thì cái chỗ thì họ đọc là Achaco, người quen, quan trọng là quen gọi thôi nha, tiếng quen gọi. Còn đúng tên thật sự nó hình như là Achaco thì phải. Thì cái gói này tổng số của nó là 100g nha anh em. Tổng số gói này 100g, nói chung là nó phòng tất cả các loại bệnh này. Nói chung thì bệnh đạo ôn này, lem mét lá này, rồi khô vằn này, mốc xám này, rỉ sắt này, đốm lá này, khô vằn, thán thư này, thối cổ rễ này, cháy sớm này, sương mai này, nó tóm lại là nó phòng được rất nhiều các loại bệnh trên cây mai của anh em mình. Thì nói chung thì ra chơi mai thì ai phải phun thuốc bệnh thôi anh em, chứ không thể nào mà không phun mà cây mình nó tốt lên được, không có. Mối nguy này, có thể hại nếu nuốt phải này. Thì cái chuyện nuốt phải thì chắc chắn là sẽ không ai nuốt phải rồi. Thì như một gói này là 100g, thì công thức quả pha Achaco theo nhà sản xuất là như sau. Cái gói này thì nó không có đề là cách pha đâu anh em phải gõ lên mạng Google thì mới tìm được cái cách pha thật sự của nó nhé. Thì 100g này anh em đổ ra một cái chai được khoảng 1 lít hay nửa lít gì được, anh em lắc đều thuốc cho tan hết ra, xong sau đó là anh em pha cho 32 lít nước. Thì đó là cách phun chính xác của nhà sản xuất. Nhưng mà hôm qua mình phun xong thì ngày hôm nay là mình có rất nhiều việc để mà phải giải quyết. Thì gói Achaco này nó có thành phần là kẽm, bảo vệ cây bằng áo giáp kẽm anh em, loại này khá tốt nha, trên thị trường khá tốt. Mà hôm qua mình phun là mình phun hai sùng sơn, hay còn gọi là hai thùng B anh em, thì nó ra thành 36 lít, tức là nhạt hơn nhà sản xuất. Nhưng anh em đấy này, tất cả đầu đọt của mình là qua giờ là phải đi đây, qua giờ là phải đi cắt bỏ hết nha anh em, phí tiếc sao mà tiếc. Đang cái đợt tăng tốc này. Cứ những chỗ nào mà phun đậm, dính đậm vào thì toàn bộ đều bị cháy hết. Hôm qua giờ mình cắt rất nhiều. Thì mình cắt rất nhiều, chứ còn mình nói thật anh em là mình phun thuốc nha. Mình rất hiếm khi mà bị phạm thuốc nha. Bởi vì là mình rất cẩn thận, chứ mình không phun tầm bậy tầm bạ đâu. Nhưng không hiểu tại sao hôm qua mình ăn chúng cái thuốc gì đi phun, giờ nó cháy hết mấy cái đầu đọt non anh em. Cháy hết mấy cái đầu đọt non, mình quạt lại. Có cây bị và có cây không bị nha anh em, chứ không phải cây nào cũng bị nha. Có cây bị và có cây không bị à. Nó đây này, nó cháy này. Vậy là đây này anh em, cái kiểu đây này. Đây, này. Đó. Rồi, nó chỉ bị trên mấy cái lá đọt cực kỳ non thì bị thôi nha. Cực kỳ non thì mới bị. Thì qua giờ mình phải đi cấu rất là nhiều, nhưng mà không phải cây nào cũng bị nha anh em. Thì nói chung là mình cũng không hiểu, mình pha đã rất nhạt rồi. Là một với hai nữa là vào mùa này thì anh em cũng hiểu là cây mai thì ít khi nào lá già, theo nguyên tắc phun thuốc ấy, thì thuốc bệnh ấy, thì đặc biệt là anh em phải đợi cái lá già mới phun, chứ cái lá non phun là nó hay gặp trường hợp cháy này nha anh em. Thì vì vậy là sẵn nhân tiện của mình bị cháy như vậy, thì mình có làm cái clip này để hy vọng là giúp anh em mới chơi biết về cái vấn đề là phun thuốc là tại sao mà sau khi phun thuốc lại bị cháy, sau khi phun thuốc lại bị cháy lá nha anh em. Vì lý do nó rất đơn giản thôi, bởi vì là cái lá của mình đang non, nó mới ra, cây mà mới ra lá non thì mùa này đây này, đại đa số là lộc nó vừa già vừa non, lá già có lá non có, mùa này lá đi liên tục anh em. Thì nếu như mà anh em phun thuốc mà sơ sảnh thấy thương sao mà nó thương, chán sao mà nó chán. Đó, mấy cái lá đầu đọt non là
nó cháy hết rồi. Mà rõ ràng là mình phun rất nhạt rồi mà nó vẫn cháy. Bây giờ không biết là mình thì đang phân vân, không biết do thuốc hay do là sao mà mình chưa rõ đây. Vì lý do là thuốc thì mình pha rất nhạt, chứ mình ra pha đậm đâu. Đó. Và đây là mình phun là sáng, buổi sáng mát, và đến tầm mình phun tầm 7 giờ sáng mà đến tầm 9 giờ trưa là mình có tưới nước, mình xả lại nha anh em. Mà nó vẫn bị cháy như này này. Nhưng mà nó cái lạ cái chỗ này là có cây cháy. À, nhưng có cây lại không cháy nha anh em. Mình không hiểu được. Mà rõ ràng là hai cây nó vẫn mức độ như nhau, nhưng mà đại đa khái là trong clip này muốn nhấn mạnh nhau là một cái số lá non này này, hay là lọc non này, non non này, này. Đó, mà khi ta phun thuốc vô là tỷ lệ cháy của nó là rơi vào là 80% nha anh em. Đặc biệt là thuốc bệnh nha. Vậy cho nên là rất nhiều anh em cũng mắc phải cái trường hợp này. Nói chung là cũng giống như mình thôi. Thì cái bệnh bị như thế này thì không ảnh hưởng quá nhiều về cây, nhưng mà sẽ làm mất cái thẩm mỹ của cái cây và cái mai của anh em đi. Bởi vì nó cháy tù lua, tè le. Phải bứt, khổ. Bực ghê, mình bực ghê lắm. Thì mình vẫn biết rõ cái nguyên tắc phun thuốc là trong quá trình phun thì lá non thì không nên phun. Đấy, nhưng mà cái mùa này thì anh em hiểu là ở đây này, cái lá già nó có thì cái lá non có, mùa này cây đi lọc liên tục mà. Phun thuốc để phòng bệnh vì mùa này hay bị bệnh than thư anh em. Cái bệnh than thư mà khi mà bị nặng là nó lây nhiễm kinh lắm. Và cái bệnh này nó hại cây lắm, cho nên là anh em phun thuốc. Thì tóm lại thế này. Trong video này mình chia sẻ anh em là như vậy. Và thứ hai nữa là rất mong là anh em sau khi xem video này có thể rút ra một số bài học, đặc biệt là trên những cái phôi nha anh em. Phôi mà đang lọc non nếu anh em phun thuốc bệnh có khả năng sẽ làm chết toàn bộ cái dàn lọc của anh em. Đó. Vì thì khu mình nha anh em phải hiểu là phun thuốc thì nó tùy theo vùng. Cái vùng nào mà quá nắng nóng á, ví dụ như thời tiết mà nó mát mẻ thì không sao. Nhưng mà thời tiết mà đổi sang nắng nóng á, mà khi anh em phun thuốc xuống á, thì cây mai thường thường là nó bị cháy. Thì giữa trưa nắng thì nó đã bị sũ rồi, chứ đừng nói là đến cái thuốc bệnh nha. Thuốc sâu thì nếu mà là thuốc sâu á, thì cái dòng nó ít khi bị cháy cái đòn non của anh em hơn. Còn riêng về cái thuốc bệnh á, thì hay bị cháy hơn. Đây này, bàn cây mai khỏe không chứ không phải cây mai yếu nha anh em. Cây mai khỏe không à, đó mà nó ăn thuốc ăn chà côn này, này mà nó cháy tan tành này. Dày mình nhiều người mà rõ ràng loại thuốc này là mình chỉ có pha riêng một mình phun nhá. Mình hồi giờ mình có các bệnh là mình không bao giờ phun thuốc chung đâu. Đây mà hôm qua mình phun chung mấy thằng thuốc sâu nữa thôi, chắc cái vườn mai mình chắc ra ruộng ở luôn. Cho nên là mình khuyên anh em là khi phun thuốc thì thứ nhất là phun vào buổi chiều mát mẻ, sáng hôm sau, đặc biệt là thuốc bệnh nhá, sáng sau anh em lên tưới sơ nước lại. Ngày hôm qua giờ mình phải tưới đến cả chục lần nước lên trên cây, tưới liên tục lên lá để cho nó giảm cái sự là nắng nóng anh em. Mùa này mình đây khu mình đang nắng gắt lắm đó, thì anh em hạn chế chỉ lên phun thuốc bệnh vào buổi chiều. Thì nếu không mà cây chưa có bệnh, cây không có bệnh đâu, anh em phun vài lần thuốc bệnh các thành cây có bệnh te tua, bởi nó mất sức anh em, kiệt sức. Cháy hết cả cái dàn lá mai, khổ ghê. Anh em chỉ lên phun vào tầm chiều mát. Hơn nữa là trong quá trình phun ấy, thì chỉ nên phun riêng một loại thuốc, không nên trộn chung. Quả mình chỉ riêng một loại mà cũng đã bị cháy thế này. Và đặc biệt vào thời tiết khu vực nào anh em nắng nóng thì một gói Achacol ấy, thì anh em pha cho khoảng tầm 40 lít nước. Và nên nhớ là khi Achacol mà anh em sử dụng loại a giáp kẽm thì anh em phải bỏ ra một cái chai hay một cái ca gì đó, anh em hòa cho thật tan kỹ, sau đó rồi pha. Tỷ lệ pha của nó là cứ một gói 100g là pha cho 40 lít nước, đừng pha theo nhà sản xuất. Pha theo nhà sản xuất chỉ trừ khi lá mai anh em đang tầm này, đây tầm đứng cái này không có lọc non thì được, chứ nếu mà lớn chớm có lọc non, những cái lọc non đây này thì anh em phun sẽ bị cháy nha anh em. Thì có thể là cây đấy anh em phun không cháy, giống như cây này của mình phun cũng không cháy này, nhưng có cây nó sẽ cháy, bởi vì nó tùy từng cây. Cây nào nó ra lọc nó non hơn và nó yếu hơn thì nó sẽ cháy. Còn những cái cây nào mà lá già hơn một xíu thì tỷ lệ cháy nó sẽ ít đi. Đó, nó giống như cây này của mình này, mình cũng có phun này, nhưng cây này thì lại không cháy này anh em. Đó, lọc nó rất là non, ra rất đẹp mà lại không bị cháy. Còn những cây kia thì lại cháy, nên mình không hiểu được. Và mình xin tổng chào toàn thể quý vị anh em, chúc quý vị anh em thành công. Đây là clip gọi là mình chia sẻ cái vấn đề mà
phun thuốc bị phạm thuốc thì có thể là anh em có thể đem đi tưới nước một ngày 5-10 lần lên trên bộ lá để rửa số lượng thuốc đi, để hạn chế cái vấn đề cháy thuốc của anh em đi. Nói tóm lại thì phun thuốc mà bị phạm thuốc thì không ảnh hưởng quá nhiều đến cây mai, nhưng sẽ làm cho cây mai của anh em bị chột mất một thời gian. Và rất may là những cây mai đó, mấy cái loại thuốc hôm qua mình không phun lên những cái cây mới ghép này anh em, chứ nếu mà phun lên cây mới ghép là coi như cái dàn ghép của mình là về về trời luôn, coi như ghép lại từ đầu.